Chào mọi người nha. Hôm nay quay cho mọi người xem cái bồn nuôi cá mồi cho cà cuống nha mọi người. Cái này thì nói chung là cái bồn này là hai cái bồn này là cái bồn giống bố mẹ mình để mình nhân giống, nhưng mình chuyển cái mấy bồn bên kia. Bạn thấy nhiều không? Ó dày hết trơn nha bạn. Cái này là cá hạt lựu với cá bình tích với cá bảy màu, mình ba loại này mình nuôi trộn lộn luôn nha bạn. Mình nuôi chung nhau thì cái tốc độ đẻ thì nói chung là tương đương nhau, mà nó đẻ cũng kinh lắm các bạn. Bây giờ các bạn thấy cá con không, đặc cừ luôn. Cái này thì mình nuôi cá bảy màu á với hạt lựu với bình tích á, thì ba cái loại này là mình thấy nó phát triển tốt nên mình nuôi ba loại này, với lại nó cũng tùy theo cái kích cỡ của con cà cuống nữa. Thì mình chỉ cá kiển này á, cái loại cá này thì ba loại cá này mình ươm cà cuống lột xác lần 1, lần 2, đố đế lắm là lần 3, còn lần 4, lần 5 á, thì mình cho ăn dế rồi với mấy cái loại cá mà mình mua ở ngoài mấy trại cá đó bạn, ví dụ như là cá hường rồi cá rô phi, cá chấm cỏ thì cá chép, buồn buồn cá rô không thích nó ăn cũng được các bạn, nó cũng ăn đa dạng lắm. Thì cái cà cuống mà nó ăn á, thì các bạn cũng để ý lắm, nếu mà nó ăn không được thì các bạn tìm mọi cách để cho nó ăn cho bằng được, đừng thôi là nó cắn với nhau nha, hạn chế cái chỗ đó. Đó, cái này thì các bạn muốn nhân rộng ra thì các bạn xúc mớ bằng tách ra, này nó quá dày các bạn. Các bạn nào mua cà cuống, có nuôi cà cuống rồi mà chưa có cá mồi để nuôi á, thì liên hệ với mình nha, mình bán luôn cá mồi á, mình bán như vậy mình không có đếm nha mọi người, mình chỉ xúc chén mình canh mình bán thôi, chén 100.000, một chén 100.000, nhưng mà nó giống như là mình đo mà mình tôm sú các bạn. Mình múc chén mà mình nhắm khoảng cỡ mấy trăm con vậy đó, cái mình chừng chừng cái đó mình bán thôi. Chứ cái này nó mà cân thì không cân nổi đâu. Cân mà giống cỡ 2 kg mới hết 1 kg kìa. Vì cá bảy màu, cá này mấy loại cá này thì nó trọng lượng nó nhẹ hiều quá. Này là cá tỷ con luôn rồi, quá nhiều luôn, đặc rồi. Mình nó tách rời ra một mớ với mình xúc cho cà cuống ăn rồi đó. Còn cái này nè, cái bồn ở bên kia và ngoài kia là mình để ngày mai vài bữa nữa mình chia sẻ luôn. Mình nông cái bồn ra mình nuôi, nuôi cá này cũng vừa làm cảnh mà lại coi cà cuống năng luôn các bạn. Không những vậy mà cá cảnh cá này mình còn bán được nữa nè đó, tại mình lựa những con cá đẹp đẹp mà mình ra một cái trại cá cảnh đó, mình bán lại, mình bán giá xỉ cho người ta bán lẻ ra ha. Đó, mình nuôi cà cuống mình bán đâu được cá cảnh luôn các bạn, chứ không phải là bán con gà cuống không. Cái này các bạn nào có diện tích các bạn căng thiệt là bự ra bạn thả, nó đẻ kinh điển lắm, nhất là cá hạt lựu là nó đẻ là nó lấn luôn cá bảy màu luôn các bạn. Rồi cá bình tích, cá bảy màu thì nó ngang ngửa, còn cá hạt lựu thì là nó chùm luôn, nó sẽ lấn, nếu mà nó sinh sản đẻ lấn luôn con cá bảy màu luôn. Các bạn thấy cái mấy cá bình tích rất đẹp không, rất là to luôn, con nào nó đẹp đẹp không. Cái nước này mà nãy nói trong là mình nhờ mình làm gông các bạn, mình sử dụng gông nó lọc nước. Rồi ở đây là ở ngoài trời mình làm ống xả tràn ở đằng đó, mưa đầy thì nó tới đóng thì nó tràn ra, nó chảy ra. Các bạn nào nuôi cà cuống thì các bạn chưa có cá mồi mà đi nuôi, các bạn liên hệ mình ha, mình sẽ chia lại cho bạn một số về đó nuôi để làm giống. Bồn ngoài kia cũng giữ chờ đó, vài ngày nữa mình làm video mình chia sẻ cho các bạn ha. Bồn ngoài kia mình nuôi rộng lắm, này là mình cho ăn buổi chiều khoảng 3 giờ nha các bạn. Bạn nào mà có ếch á, gắn nữa nó nuôi cà cuống thì các bạn gắn kiếm cho mình nó vài chục cặp ếch đi, vài chục cặp ếch cái mình ép ếch mình ươm con gà cuống tốt lắm, con đồng nọc á, nồng nọc thì mình ươm cũng được, thì tới con ếch mình cho con cà cuống lớn mình ăn, mình
mình khỏi đi xúc đi đâu hết trơn. Ở nhà mình nuôi tại chợ trại thì mình xúc cho mình cho nó ăn thôi. Như vậy mình mới chủ động được cái nguồn mồi. Còn cà cuốc mà các bạn không chủ động được cái nguồn mồi thì coi như là các bạn nuôi không có đạt được phần trăm nào chứ. Các bạn đi leo hoai đi kiếm mồi thì thua, không nuôi không có được. Cá mồi bây giờ nào hết mồi là các bạn chỉ chăm thêm, ra súc chăm thêm thôi. Thì các bạn nuôi con cá mà, con cá kiển này nè, ba loại này, con cá này nè. Thì nó rất là nhẹ nhàng. Sáng cho ăn chứ một có 5 phút à, chiều cho ăn 5 phút. Thì cứ việc cho cái bồn nào đầy thì mình ra xô súc cho nó ăn thôi. Ví dụ mình súc thưa quá thì mình ngưng lại một tí, mình đi mua cá rồi cho nó đẻ thêm thì mình súc. Thì mình đã chia sẻ cho các bạn luôn là nuôi á, là ươm ba cái lần lột xác, 1 2 3 là cho ăn cá này. Còn những cái lần lần 4 lần 5 thì mình cho ăn những cái con cá khác à. Cá sặc mà sặc nhỏ nha, cá sặc gần cũng được mà cá sặc thường cũng được nữa. Cho nó ăn. Cái nào cũng được. Ăn thua là các bạn biết cách để cho nó tập cho con cá cuốn nó ăn được cái con mồi thôi. Cái đó là một cái cách nuôi của mỗi người thôi ha bạn. Rồi hôm nay mình chia sẻ nhiều các bạn ha. Bạn nào cần cá thì liên hệ mình nha, mình chia lại cho các bạn nha. Cá mồi bao la nha các bạn.